Hôm nay ngày 3 tháng 2 năm 2022, tiến năm tuần thứ tư mùa thường niên năm chẵn. Trích sách cá vua quyển thứ nhất Gần ngày băng hà, David truyền cho Salomon, con trai của ông rằng Cha sắp bước vào con đường chung của thiên hạ, còn hãy can đảm và ăn ở xứng danh Nam Nhi con hãy tuân giữ các huấn lệnh của Chúa là Thiên Chúa con. Hãy đi trong đường lối của người. Hãy tuân giữ các lễ nghi, nhớ răng, thánh chỉ và dấu huấn của người như đã ghi chép trong luật mô xê Ngõ hầu con đi đâu, con cũng hiểu biết mọi việc con làm. Để Chúa hoàn thành lời người đã nói về cha rằng, Nếu con cái ngươi tuân giữ đường lối của chúng, và hết lòng hết trí đi trước mặt ta trong chân lý thì ngươi sẽ không bao giờ mất người kế vị trên ngôi báo Israel. Vậy vua David yên giấc với các tổ phụ và được mai táng trong thành David. David làm vua Israel được 40 năm tại Hebron, ngài cai trị 7 năm tại Jerusalem, ngài cai trị 33 năm. Còn Salomon lên ngôi David cha ngài và thiệu đại ngài rất vững bền đó là lời chúa ta ơn chúa chúa thống trị trên tất cả mọi loài david đã chúc tụng chúa trước mặt toàn thể cộng đồng người thưa lại chúa là thiên chúa israel cha ông chung con chúa đang chúc tụng từ đời đời tới muôn muôn thuở Chúa thông trì trên tất cả mọi loài. Lạy Chúa cao sang, quyền binh và vinh quang, chiến thắng lời ca khen đều thuộc về Chúa, vì tất cả những gì trên trời dưới đất là của Chúa. Chúa thông trị trên tất cả mọi loài. Chúa ngự trên tất cả những đế vương, giàu sang là của Chúa và vinh quang là của Chúa. Chúa thông trị trên tất cả mọi loài Chúa thông trị trên tất cả mọi loài Sức mạnh quyền binh đều ở trong tay Chúa Ở trong tay Chúa mọi uy phong và vững bền Chúa thông trị trên tất cả mọi loài Alleluia, Alleluia Lạy Chúa, lời của Chúa là thần tri và là sự sống Chúa có những lời ban sự sống đời đời. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mắc cô Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ và sai từng hai người đi, người ban cho các ông có quyền trên các thằng ô uế và người truyền các ông đi đường đừng mang gì ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh không mang tiền trong túi nhưng chân đi dép và đừng mặc hai áo người lại bảo đến đâu các con vào nhà nào thì ở lại đó cho đến khi ra đi ai không đón tiếp các con cũng không nghe lời các con thì hãy ra khỏi đó phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ các ông ra đi rao giảng sự thống hối các ông trừ nhiều quỷ xích dầu chữa lành nhiều bệnh nhân đó là lời, chua. lời Chúa. Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa. Nay ngày 3 tháng 2 năm 2022, thứ năm tuần thứ tư thường niên, ngày mồng ba Tết, Thánh hóa công việc. Thánh hóa người làm việc. Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Luca chương 25 câu 21 đến 13 Suy niệm Tấm bằng khen hay huân chương thì vị lãnh đạo cao nhất có giá trị hơn vô vàng phần thưởng vật chất Chuyện đời là thế, trước mặt Chúa điều đó càng ý nghĩa hơn Ông chủ trong vụ ngôn không thưởng cho những người đề tớ chăm chỉ làm việc Một phần số tiền họ sinh lợi được Nhưng ông thưởng cho họ điều cao quý hơn nhiều Đó là lời khen anh đúng là tô tớ tài giỏi và trung thành và hơn nữa ông còn cho họ hãy vào và hưởng niềm vui của chủ anh nghĩa là ông kể họ như người nhà của ông mời bạn những ai lãnh nhận ơn Chúa bất kể ít nhiều bởi vì tất cả đều là hồng ân để biết sử dụng những ơn ấy để sinh lợi cho nước Chúa đều được ngài khen thưởng như người tô tớ tài giỏi và trung thành và được đưa vào hưởng niềm vui của Chúa là hạnh phúc thiên đàng. Ngày mùng 3 Tết, chúng ta xin Chúa Thánh hóa công an việc làm, nhưng đúng hơn là xin Thánh hóa con người làm việc của mình để chúng ta trở thành người con trong nhà của Chúa và chung hưởng niềm vui của Ngài. Vấn đề không phải ở chỗ bạn nhận được mấy yến, năm yến, hai yến hay một yến, mà bạn đã dùng chúng để sinh lợi với tất cả khả năng sự không ngoan của người tôi tớ trung thành hay chưa? Sống lời Chúa, xếp mình xem bạn sử dụng những khả năng Chúa ban để phục vụ và làm chứng cho Chúa như thế nào. Cầu nguyện: Lời Chúa, sức khỏe, tài năng là những yến bạc Chúa trao cho chúng con, và Chúa mong chúng con xin lợi Xin cho chúng con biết dùng ơn Chúa cho nên để nhờ đó chúng con được Chúa thánh hóa. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày. Ngôn ngữ của tình yêu Có lẽ cái tên của Helen Keller, một cô gái câm điếc người Mỹ đã trở thành bậc khoa bảng, không còn xa lạ với chúng ta nữa. Vừa được 19 tháng sau một cơn đau màn ốc, cô gái bất hạnh này trở thành mù lòa và câm điếc. Thế giới của âm thanh và màu sắc đã khép hẳn cánh cửa lại với cô. Làm thế nào để truyền thụ kiến thức cho một người đã câm điếc là còn mù lòa? cha mẹ của cô bé dường như muốn bó tay nhưng có một cô giáo tên là Anna Sindivan đã không muốn bỏ cuộc. Hy vọng duy nhất mà cô giáo này cần đó là có thể truyền thông và liên lạc với cô gái mù loà và câm điếc này qua việc tiếp xúc với bàn tay của cô. Chỉ có thể tiếp xúc với thế giới bằng đôi tay, nhưng Helen Keller đã có thể học xong đại học, tốt nghiệp tiến sĩ và trở thành văn sĩ cho người mù loài và câm điếc chạm vào một sự vật và viết lên tên gọi của sự vật ấy, đó là phương pháp của cô giáo Anna Sullivan. Giải về những sự vật cụ thể như cái bàn, cuốn sách, cành cây, con chó, xem ra không hẳn là điều khó, nhưng làm thế nào để diễn tả cho Helen hiểu được những ý niệm trừu tượng của tình yêu chẳng hạn? Ngày kia cô giáo Anna Sullivan đã viết lên tay của Helen Keller hai chữ tình yêu Rồi ôm chầm lấy cô bé hôn lấy hôn để với tất cả sự thành thật và nhiệt tình của cô Lần đầu tiên trong đời cô gái cầm điếc mù lòa vẫn cảm thấy tim mình đập mạnh Và cô hiểu được thế nào là yêu thương Ngôn ngữ của tình yêu là những hành động cụ thể Ánh mắt trìu mến, những âu yếm vuốt ve của người mẹ đối với đứa con mới lọt lòng còn có giá trị hơn bất cứ một quyển sách biên khảo nào về tình yêu. Những mồ hôi và nước mắt, những hy sinh hàng ngày của người cha giúp con cái hiểu được thế nào là yêu thương hơn bất cứ lời dẫn giải nào về tình yêu. Và có lẽ cũng thừa thải để bảo rằng, khi hai người yêu nhau thì sự thanh lặng và những cử chỉ âu yếm có sức mạnh hùng hồn hơn những lời nói hoa mỹ, trống rỗng. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài tỏ tình, Ngài bộc lộ tình yêu với con người không chỉ bằng những lời nói suông mà bằng cả lịch sử của những can thiệp, những thể hiện cụ thể. Một tình yêu không được chứng tỏ bằng những hành động cụ thể là một tình yêu giả dối, lừa bịp. Đạo Kitô của chúng ta là đạo của tình yêu. Một người Kitô không sống tình yêu, không viết lên hay chữ tình yêu bằng những hành động cụ thể đối với tha nhân. Người đó chỉ là một người Kitô giả hiệu. Một đức tin không việc làm là một đức tin chết. Một lòng mến không được thể hiện bằng hoa trái của lòng mến, chỉ là lòng mến giả tạo bài trích sách lẽ sống.